ở tập trước, pháp sư đã giao chiến với quỷ đầu lòa. Pháp sư sử dụng thuật đại như ý, biến thành người khổng lồ và dùng vũ thần thỏ nếu tình hoàng trời đất, tạo nên đi phép toán ngờ đánh cho quỷ đầu lòa hồn bay quanh là. Suốt ngày các con cứ gọi ta thế. Thì có phải các con mới gọi thầy chứ. Thế ơi, sắp bị con ma bắt rồi. Hả? Biết bao nhiêu đứa trẻ con nó không bắt, mà nó bắt mỗi mình các ngươi vậy. Thế làm sao biết được? Thầy xem nè. Thế cái này là cái gì? Con nhặt được ở giường, nó sắp bị con ma nó bắt. Thôi chết rồi, đây chính là lá bùa. Con ma nó yểm nên nó theo sắp về nhà. Ừ, để thầy dở cuốn bí kíp ra xem nào. Để thầy xem nào. À đây rồi. Ma sơ vai nắc chuyên ở những nơi hoang vu vắng vẻ. Chúng núp ẩn núp hiện và ăn thịt người. Thôi xong rồi, sóc đang gặp nguy hiểm. Chúng ta phải đi cứu sóc thôi. Thầy cho mình đi thôi. Đi thôi. Thầy nghĩ là vai lác ở xung quanh đây. Đi theo thầy. Ngôi nhà này chắc chắn của con ma sơ vai lác rồi. Đi theo thầy. Thank you.
rồi. Lại đây đi theo thầy.